Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, nguy hiểm. Để chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, Công an tỉnh quyết định thành lập tổ đặc nhiệm 138 và câu lạc bộ quân sự võ thuật Công an Hà Tĩnh. Lực lượng tham gia tổ đặc nhiệm là những cán bộ chiến sĩ chủ công nòng cốt của Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động. Tổ có nhiệm vụ thực hiện các phương án, biện pháp đấu tranh, xử lý tình huống liên quan đến các loại tội phạm có tổ chức, côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ khí nóng, giải cứu con tin, các chuyên án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cấp bách, phức tạp xảy ra trên địa bàn và có nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo. Tổ được sử dụng các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cần thiết theo quy định của pháp luật.